Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, công an quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang về tội giết người cướp tài sản. Hào là nghi phạm giết và cướp xe máy, điện thoại của chị Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003 quê huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người mất tích từ mùng 7 Tết. Trước khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản, Hào còn là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy tại phường Thượng Đình Thanh Xuân rồi mang bán lấy 10 triệu tiêu xài. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá hành vi của đối tượng Hoàng Minh Hào là rất giả mang, tàn ác, không còn tính người, Đối tượng đã lên kế hoạch dụ nạn nhân lên phòng 302, tầng 3, khu chung cư mini với lý do thuê trọ, rồi sát hại nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp, sau đó đối tượng đã lấy một chiếc xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Về mức án mà nghi phạm Hoàng Minh Hào có thể phải đối mặt, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Xét hành vi của đối tượng này đã phạm 3 tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123, 168, 173 Bộ Luật Hình Sự. Đối với tội giết người với nhiều tình tiết, định khung tăng nặng để thực hiện tội phạm khác và có tính chất côn đồ, đối tượng Hoàng Minh Hào có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Bên cạnh đó, có một số ý kiến thắc mắc Vụ án mạng xảy ra tại quận Cầu Giấy, nhưng tại sao đơn vị ra quyết định khởi tố lại là công an quận Thanh Xuân? Về vấn đề này, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, thông tin cơ quan chức năng ban đầu hào bị công an quận Thanh Xuân bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình đấu tranh làm rõ hành vi này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nghi ngờ hào còn thực hiện hành vi giết người đối với cô gái 21 tuổi ở quận Cầu Giấy nên đấu tranh buộc hắn phải khai nhận hành vi giết người và cướp tài sản. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dựng lại hiện trường vụ án để làm rõ vụ việc. Theo quy định về tố tụng hình sự, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cấp quận, huyện có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự có hình phạt tới 15 năm tù, tội rất nghiêm trọng. Với vụ án hình sự mà tội danh quy định trên 15 năm tù, tù chung thân tử hình thì thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng cấp tỉnh, thành phố. Nếu cơ quan cấp quận, huyện phát hiện ra vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Với tội giết người và cướp tài sản hình phạt trên 15 năm tù nên thẩm quyền thuộc về cơ quan điều tra cấp tỉnh, trong vụ án này là công an thành phố Hà Nội. Đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều hành vi vi phạm pháp luật có thể cấu thành nhiều tội danh khác nhau nên có thể lúc đầu công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an quận Thanh Xuân để xác minh làm rõ. Công an quận Thanh Xuân sẽ củng cố hồ sơ để khởi tố về một số tội danh, sau đó sẽ chuyển thẩm quyền đến công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm. Mới đây theo thông tin từ tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 12 bị cáo trong đại án Việt Á đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Cụ thể, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán CDC tỉnh Bắc Giang kháng cáo với nội dung đề nghị đánh giá lại thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra và xem xét cho bị cáo hưởng án treo. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo ngoài ra công ty việt á cũng có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kích xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án công ty việt á cũng yêu cầu các tổ chức mua test xét nghiệm của doanh nghiệp này mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho việt á theo như hợp đồng đã ký kết phí việt á còn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Trước đó, đầu năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan tới các vi phạm xảy ra tại công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan và sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 29 năm tù về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị tuyên phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu thứ trưởng Phạm Công Tạc cùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán Trung Quốc và lây lan đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Trước tình hình trên, chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương biện pháp để ứng phó, trong đó có giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tích cực triển khai việc nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch khi đó phan quốc việt đã đặt vấn đề thống nhất với trịnh thanh hùng thời điểm này là vụ phó vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ về việc giúp công ty việt á được tham gia nghiên cứu với mục đích sử dụng kết quả đề tài để sản xuất bán thương mại kích xét nghiệm việt đã thỏa thuận về việc chia phần trăm doanh thu của công ty việt á từ việc tiêu thụ kích xét nghiệm trao đổi bàn bạc để giúp công ty việt á sử dụng biên bản nghiệm thu đề tài để lập hồ sơ gửi bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành sản xuất bán ra thị trường giúp công ty việt á hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn chủ tịch việt á cũng đã đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại bộ y tế bộ khoa học và công nghệ đã hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu cấp phép lưu hành kit xét nghiệm với số tiền hàng trăm tỷ đồng thêm vào đó để tiêu thụ kit xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống theo cáo trạng phan quốc việt và cấp dưới đã thông đồng cấu kết với lãnh đạo nhân viên các cơ sở y tế công lập thực hiện hành vi trái quy định về đấu thầu ứng hàng sử dụng trước hợp thức thủ tục hồ sơ thanh toán sau theo đơn giá do công ty việt á đưa ra Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Đang chú ý về hành vi cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Bộ Công an cho hay, sử dụng rượu bia khi lái xe là vấn đề xã hội không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Do đó, hiện các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm khắc với người lái xe có nồng độ cồn. Cụ thể, chia làm hai nhóm gồm nhóm nghiêm cấm tuyệt đối vi phạm nồng độ cồn và nhóm các quốc gia quy định về ngưỡng nồng độ cồn trong máu hơi thở được phép đối với người lái xe theo đối tượng, mức chuẩn, người lái xe thương mại và người mới lái xe. Tuy nhiên, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay, thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi lái xe. Bởi theo Bộ Công an, điều kiện giao thông ở Việt Nam hiện nay có nhiều đặc thù. Bộ Công an cũng dẫn khảo sát của một số tổ chức quốc tế Việt Nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn vào loại cao trên thế giới, thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới về tiêu thụ rượu bia. Đây là tỷ lệ rất đáng báo động. Rượu bia là một trong những nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Sử dụng rượu bia đang gây nên gánh nặng đối với y tế, kinh tế và gia tăng các vấn đề xã hội. Hơn 50% các vụ án giết người gây dối trật tự công cộng hiếp dâm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Người phạm tội trước khi gây án có sử dụng rượu bia, hơn 30% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam có liên quan đến sử dụng rượu bia. Do đó, Bộ Công an cho rằng, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn có ý nghĩa xã hội sâu sắc trong khi đó văn hóa ẩm thực của việt nam có nhiều đặc thù có tính cả nể nếu quy định nồng độ bằng không thì không uống nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống bên cạnh đó đồ uống có cồn gây nghiện đã bắt đầu uống là không dễ dừng mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì có trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa nhiều người hôm trước nhậu say, hôm sau vẫn váng đầu nhức óc cả ngày, ảnh hưởng tới khả năng lái xe. Việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội như một số trường hợp lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn. Bên cạnh đó, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt, xem thường pháp luật, cố ý vi phạm pháp luật về giao thông, thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý. Khi một ý thức tồi có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, do đó xã hội rất cần sự nghiêm khắc. Hiện quy định cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đã được quy định tại luật phòng chống tác hại của rượu bia. Luật không cấm uống rượu bia mà chỉ cấm uống rượu bia sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bộ Công an dẫn chứng thêm từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm 20% tổng số người chết bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra cạnh đó việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn với lái xe đang phát huy hiệu quả từ các lý do nêu trên nên tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc dẫn hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe sau khi ý thức văn hóa giao thông hình thành tốt có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp